Nếu bút Apple Pencil 2 giá quá cao, lên đến 129 USD, chưa kể là khó tìm cửa hàng chính hãng để mua, thì hôm nay Pi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm bút cảm ứng sản xuất tại Việt Nam với tính năng gần như ngang ngửa với bút Apple Pencil 2 nhưng giá thành thì lại tốt hơn, bao gồm cả sạc tự tính ở cạnh iPad, tính năng chuyển đổi chữ viết tay sang dạng text, lướt cạnh iPad, chống tì đè tay. Và có một điểm đặc biệt ở bút này mà chắc chắn Apple Pencil 2 sẽ không có, Pi sẽ bật mí cho bạn biết trong video này nha. Bút Chi nói đến hôm nay đến từ nhà Chill with Teddy, dòng bút 2.5 mới nhất vừa ra mắt trong tháng này. Nói sơ qua về bút Chill with Teddy 2.5 sở hữu tất cả các tính năng vượt trội từ phiên bản cũ 2.0 nhưng đã được nâng cấp lên một tầm cao mới, mang đến trải nghiệm dùng bút mượt mà và chân thật hơn, viết và vẽ nét chữ sẽ đẹp hơn, phù hợp từ công việc học tập và vẽ tranh. Cách kết nối bút thì vô cùng đơn giản, chỉ cần hít bút 2.5 vào cạnh máy là bút tự động kết nối và cảm ứng với iPad, mình không cần phải thao tác gì thêm nữa nha. Video này chia sẻ so sánh ngoại hình, tính năng, thời lượng pin và chi phí của bút CWT 2.5 so với Apple Pencil 2 từ nhà 8 nha. Đầu tiên phải nói về ngoại hình, bút sở hữu phong cách tối giản tinh tế với lớp vỏ màu trắng đục có độ sần mịn vừa phải, không quá trơn bóng, bấm tay tốt, dễ dàng cầm nắm trong thời gian dài mà không gây mỏi tay hay ra mồ hôi tay. Kích thước tương tự như Apple Pencil, vì thế sẽ đựng vừa các loại bao da, vỏ bọc, cây bảo vệ bút trên thị trường hiện nay. Điểm tương đồng đặc biệt nhất mà chị thấy ở đây đó chính là đầu tip cảm ứng. Khi chị thử thay thế ngòi bút thì nhận thấy rằng ngòi Apple Pencil và CWT 2.5 khá tương tự và cả hai đều có thể sử dụng ngòi bút của đối phương nữa đó. Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp trình viết và vẽ bằng cách thay đầu ngòi kim loại từ hãng CWT dành riêng cho bút 2.5 này, giúp cải thiện góc nhìn rõ hơn và mang đến cảm giác lướt bút chắc chắn hơn, đặc biệt là khi dùng trên miếng dán hoặc miếng lót màn hình Paperline, mang đến trải nghiệm lướt bút như thật trên giấy. Điểm đặc biệt duy nhất khi mua bút ở nhà Chill with Teddy mà bạn không thể tìm thấy ở nhà bán nào khác, đó chính là bạn được custom tên theo yêu cầu hoàn toàn miễn phí khi mua bút 2.5. Mang đến sự độc nhất và cá tính riêng cho từng sản phẩm bút của từng người. Bạn có thể để tên của bản thân, nickname hoặc thậm chí tên người thân yêu để tặng như một món quà trong dịp đặc biệt. Tiếp theo, Chi sẽ so sánh sâu hơn về tính năng của bút CWT 2.5. Đầu tiên về tính năng lướt cảm ứng, nét lướt cọ vẽ trong Procreate khá mượt và hầu như không có độ trễ, nét vẽ liền mạch, không bị đứt quãng hay loạn cảm ứng. Viết chữ trên Procreate cũng khá nhẹ tay và dễ thao tác. Sử dụng viết trên ứng dụng ghi chú GoodNotes vẫn rất mượt mà, nét bút êm đi hết màn hình và không bị đứt quãng, cũng không bị loạn cảm ứng. Khi thử viết chữ trên GoodNotes, nét chữ cũng rất mượt tay. Chỉ thường dùng để viết Daily Planner, bạn có thể thấy nét chữ chi viết vẫn rất êm. Tiếp theo là tính năng tì tay và chống loạn cảm ứng. Mặc dù Chi đang tì toàn bộ tay xuống màn hình iPad nhưng hầu như không bị loạn cảm ứng, nét chữ vẫn rất mượt. Về cảm ứng lực nghiêng cho ra kết quả khá rõ ràng. Bạn có thể thấy khi Chi đặt bút thẳng đứng và vuông góc với bề mặt máy, bút cho ra nét khá mảnh, còn khi nghiêng bút thì nét sẽ dày hơn. Tuy nhiên, bút CWT 2.5 chưa có cảm ứng lực tì đè trên màn hình như Apple Pencil 2 nên vẫn còn hạn chế khi viết nét thanh nét đậm. Bút CWT hoàn toàn có thể chuyển đổi chữ viết tay thành text tương tự như bút Apple Pencil 2 nha. Bạn có thể áp dụng ở bất kỳ đâu như trong Safari hoặc là trên ứng dụng viết ghi chú điện tử GoodNotes. Chị thấy đây là một tính năng tuyệt vời nhất khi mình dùng bút cảm ứng trên iPad. Tuy nhiên không phải bút nào cũng dùng được đâu nha. Bút CWT 2.5 hoàn toàn có thể vuốt cạnh trái iPad để chụp nhanh ảnh màn hình, vuốt cạnh phải iPad để ghi chú, tương tự như tính năng đặc biệt từ bút nhà táo. Tiếp theo về thời lượng pin của bút, bút có thời lượng pin khá dài, có thể sử dụng liên tục lên đến 12 tiếng. Còn về cách sạc, cả hai bút đều được sạc không dây từ tính tự động khi hít trực tiếp vào cạnh máy. Về chi phí, bút chỉ có giá tầm 1/2 to 1/3 so với bút Apple Pencil 2. Vào 3 ngày 23, 24 và 25 tháng này, 12 giờ cho đến 12 giờ 30, cửa hàng sẽ sale off 25%. Bạn nhớ tranh thủ đặt hàng nha.
Sau khi mua bút, bạn sẽ được đính kèm mã QR code để đăng ký bảo hành. Sau khi quét mã và ấn vào trang đăng ký, bạn nhập thông tin của mình cùng mã code phía sau hộp để đăng ký bảo hành bút nha. Vô cùng đơn giản luôn. Tổng kết lại, theo cá nhân Chi thấy, nếu như kinh phí chưa cho phép, bạn hoàn toàn có thể mua bút CWT 2.5 này để sử dụng. Bút hội tụ gần như đầy đủ các tính năng tuyệt vời từ nhà táo, nhưng chi phí lại hợp lý hơn, thích hợp cho học sinh, sinh viên, dùng học tập hoặc luyện ngôn ngữ, giới văn phòng còn ghi chú nhiều trên iPad, hoặc các bạn thích vẽ ký họa, vẽ vời nữa nè. Thông tin của bút cùng các chương trình khuyến mãi và cách đặt bút Chi sẽ để ở mục mô tả video này cho bạn tham khảo và tìm mua nha. Cảm ơn bạn đã xem video này. Các video sau Chi sẽ chia sẻ các mẹo hay khi dùng bút, bạn nhớ đón theo dõi nha.